Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Đúng tháng 12 âm lịch, bất ngờ, tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, đang nợ nần, gặp thời, đổi đời, bỗng trở nên giàu có, ai cũng kính nể. Thưa quý cô bác có câu nói, rằng nghèo không có gì là ghê gớm, điều đáng sợ nhất chính là, chúng ta bằng lòng và chấp nhận cái nghèo này. Có một người nổi tiếng đã từng nói một câu rằng, cuộc sống tồi tệ đến mấy thì cũng sẽ khởi sắc vào một lúc nào đó, bởi vì cuộc sống ấy không thể tồi tệ và cùng cực hơn nữa sau mọi cố gắng thì chúng ta mới hiểu ra nhiều chuyện chỉ cần kiên trì thì mọi thứ sẽ qua nghèo khổ không phải là cái cớ để chúng ta trốn tránh công việc khó khăn ngược lại nghèo khổ phải trở thành động lực để nỗ lực kiếm tiền phấn đấu để thay đổi cuộc sống người khác có thể dựa vào hai bàn tay trắng để làm nên thành công thì tại sao ta lại không mình không thể chọn được điểm xuất phát nhưng có thể chọn được điểm kiến thức khi bạn nghèo khổ hẩm hiu và bị người khác coi thường đừng vội củng cố hoặc là ăn thua đủ với họ mà phải học cách nếm trải mùi vị đau khổ cố gắng khắc cốt ghi tâm và nỗ lực vượt qua nó cuộc sống có lúc thăng lúc trầm lúc suy lúc thịnh các bậc thầy phong thủy, các nhà chiêm tinh chỉ ra rằng, trong 30 ngày cuối cùng năm 2022, tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, gặp nhiều cơ hội đổi vận, cuộc sống bỗng chốc thay đổi chóng mặt, tiền bạc ảo ảo đổ về nhà, tiền tỷ cầm tay, đón Tết no đủ, giàu sang hưng vượng, một bước trở thành đại gia. Không ai không tò mò, và ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cho quý cô bác về vận trình của tuổi Bính Ngọ trong tháng cuối năm 2022 này. Sau đây, xin mời quý vị và cô bác tuổi Bính Ngọ cùng theo dõi. Các nội dung chính về tử vi tháng 12 âm lịch cho quý cô bác tuổi bính ngọ gồm. Thứ nhất là phần tử vi sự nghiệp của tuổi bính ngọ trong tháng 12 âm lịch. Thứ hai là phần tử vi tài lộc. Thứ ba là phần tử vi tình duyên và gia đạo của cô bác bính ngọ trong tháng cuối năm. Thứ tư là tử vi về tình hình sức khỏe của tuổi bính ngọ trong tháng 12 âm. Thứ năm là tử vi cẩm nang vượn vận của mệnh chủ bính ngọ theo 10 ngày trong tháng 12 âm lịch thứ sáu là tuổi sông đất tốt và xấu với người tuổi bính ngọ trong năm 2023, giúp gia chủ cả năm may mắn, vạn sự thuận lợi, làm ăn tấn tới. Và cuối cùng là, ba việc ngoài ý muốn, khiến tuổi 60 phải cúi đầu bất lực, cô bác bính ngọ cần biết sớm, nếu muốn sống an yên, khỏe mạnh, và hưng vượng. Thứ nhất là, luận giải từ vi sự nghiệp của tuổi bính ngọ trong tháng 12 âm lịch. Theo dõi tử vi năm 2022 của 12 con giáp thì thấy rõ bước vào tháng 12 âm lịch, tháng cuối năm nhâm dần này, bản mệnh Bính Ngọ bị cục diện thương hại ảnh hưởng nên công danh, sự nghiệp sẽ xảy ra những biến cố bất ngờ tuy nhiên mệnh chủ cũng không nên có những tư tưởng bi quan tiêu cực bởi chính những tư tưởng ấy là điều khiến cho bản mệnh gặp hết vấn đề này đến vấn đề khác thời điểm này mệnh chủ cần phải thật bình tĩnh khi giải quyết công việc đặc biệt là những công việc khó khăn thì lại càng cần phải có sự kiên nhẫn hơn chỉ sự kiên nhẫn mới giúp mệnh chủ phát hiện và tránh được những lỗi sai không đáng có khi người khác có ý kiến phê bình góp ý bản mệnh nên bình tĩnh lắng nghe thấy hợp lý thì cần phải tiếp thu không nên nóng nảy tự cho mình là đúng và tìm cách phản bác người khác làm vậy thì bản mệnh khó có thể tiến bộ được. Nguyện lệnh lâm quan cho thấy mệnh chủ là người độc lập tự chủ, không thích phụ thuộc vào người khác. Song như vậy không có nghĩa là bản mệnh tách mình ra khỏi tập thể tự cô lập chính bản thân mình. Mệnh vẫn cần phải phát triển năng lực làm việc nhóm. Có những công việc cần phải phát huy sức mạnh tập thể thì mới có thể thành công. Công việc có xảy ra nhiều vướng mắc trong tháng 12 âm này, dù quý cô bác có thể cảm thấy mình phải giải quyết công việc ngập đầu, ngập cổ thì cũng chớ nên có thái độ bi quan. Bởi bên cạnh những sao xấu tác động thì vận trình vẫn còn những sao tốt ở bên phò trợ. Sao Tử Vi và Giải Thần cát tinh xuất hiện sẽ nâng bước chân cho quý cô bác thậm chí dẫn đường chỉ lối, để quý nhân xuất hiện cùng mệnh chủ, khắc phục khó khăn, lội ngược dòng ngoạn mục. Thứ hai là luận giải về phương tiện tài lộc của tuổi Bính Ngọ trong tháng 12 âm lịch. Thầy tử vi có tiết lộ tình hình tài chính trong tháng 12 âm của tuổi Bính Ngọ, có thăng có trầm, quý cô bác cần phải tỉnh táo để đưa ra những quyết định chính xác, giúp giảm thiểu tổn thất và tăng mức lợi nhuận cho bản thân, cuối năm có nhiều cơ hội để làm ăn. Nhân lúc cát khí lan tràn, quý cô bác không nên quá vội vàng, nôn nóng, hãy xác định rõ giới hạn năng lực của mình, đừng chạy theo những điều viển vông hoặc quá sức sẽ dễ khiến bản thân mình cảm thấy mệt mỏi, thậm chí là ngã đau thời điểm này do tác động của thương quan bản mệnh không nên dễ dàng tin theo lời rủ dê của người khác đó có thể là kẻ xấu cố tình đưa ra những định hướng sai lầm khiến cho quý cô bác phải chịu không ít thiệt hại về tài sản và tiền của người làm đầu tư kinh doanh cần kiên nhẫn chờ đợi cơ hội không nên bốc đồng hoặc tham lam mà vội đưa ra sự lựa chọn sai lầm nguyệt lệnh lâm quan khuyên bản mệnh nên dành thời gian để lắng nghe góp ý của người khác dù là người chức cao vọng trọng cũng trở nên kiêu ngạo độc đoán quá mức nếu cứ thích làm theo ý mình, coi thường ý kiến của người ngoài, thì quý cô bác sẽ phải nhanh chóng nếm trải thất bại. Tuy nhiên, giải thần cho thấy nếu quý cô bác có cách cư xử khéo léo với mọi người xung quanh, có thể giúp đỡ người khác làm từ thiện, thì bản mệnh sẽ xây dựng được cho mình những mối quan hệ xã giao lý tưởng, họ có thể chính là những đầu mối kinh doanh, đầu tư, giúp mệnh chủ thu lời lớn trong tương lai. Thứ ba là Luận giải tử vi tình duyên và gia đạo của tuổi bính ngọ trong tháng 12 âm lịch. Theo tử vi tháng 12 năm 2022 âm lịch tuổi ngọ gặp cục diện tương hại, khiến tình cảm của một vài cặp đôi tuổi bính ngọ xảy ra vấn đề, mà chủ yếu là do chính mệnh chủ quán nóng này, thậm chí không dành thời gian cho nửa kia được giải thích hoặc nêu lên quan điểm của chính mình. Nếu đôi bên không thể bình tĩnh thảo luận mọi việc với nhau, thì rất dễ xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn, thậm chí khiến tình cảm vợ chồng dạn nứt. Trước khi nói lời tổn thương đối phương, quý cô bác cần phải đặt mình vào vị trí của người ấy, có như vậy bản mệnh mới biết đâu là việc mình nên làm, đâu là việc mình không nên làm, đừng để đến khi tình cảm trở nên lạnh nhạt, khó có thể quay lại như xưa, rồi mới cảm thấy hối hận. Ngũ hành tương sinh lại cho thấy nếu quý cô bác biết cách cư xử có chừng mực, luôn lắng nghe trò chuyện tâm sự với nửa kia thì tình cảm đôi bên lại tiến triển rất nhiều, hai người có thể chung tay giải quyết vấn đề gặp phải trong cuộc sống, thêm hiểu và thêm trân trọng người bạn đời của mình hơn. Thứ tư là phần luận giải tử vi sức khỏe của Bính Ngọ tháng 12 âm lịch. Theo thầy tử vi, điều đáng mừng là tình hình sức khỏe của người tuổi Bính Ngọ trong tháng 12 âm này khá ổn định, mặc dù công việc bận rộn, nhiều áp lực cuộc sống, nhưng quý cô bác vẫn duy trì được thể trạng khỏe mạnh, chỉ cần giữ trạng thái tâm lý tích cực hướng tới những điều tốt đẹp vui tươi thì quý cô bác có đủ sức để đối diện với mọi vấn đề. Tuy nhiên, vì đã là người có tuổi thì quý cô bác cũng nên chú ý rèn luyện thể dục thể thao cũng như lao động hợp lý, phù hợp với sức khỏe của mình. Cuối năm là thời điểm ai cũng trở nên bận rộn hơn, nhưng không vì thế mà cố gắng quá sức kiểu đột ngột gặp phải những vấn đề sức khỏe không đáng có. Ngoài ra, khoảng thời gian này, quý cô bác cần hạn chế tiệt tùng, xã giao, gặp gỡ, chú ý ăn uống và nghỉ ngơi khoa học, có như vậy thì mới giữ được đầu óc tỉnh táo, để giải quyết những công việc trọng đại cuối năm, đồng thời đưa ra những quyết định chính xác tác động đến sau này. Thứ năm là Phần luận giải tử vi vượng vận của mệnh chủ bính ngọ theo 10 ngày trong tháng 12 âm lịch. Tử vi 10 ngày đầu tháng 12 âm lịch từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 tháng 12 âm lịch. Vận trình hung cát đan sen, sự nghiệp của người tuổi bính ngọ trong 10 ngày đầu tháng 12 âm lịch này, dù được giao cho công việc quen thuộc đi nữa, bản mệnh cũng chớ nên chủ quan, kẻo sự cố có thể xảy ra bất cứ mức nào. Tốt nhất là quý cô bác nên tìm ra hướng đi mới cho sự nghiệp, không nên mãi đi theo một lối mòn. Phương diện tài lộc của con giáp này khá yên ắng, có lẽ quý cô bác nên xem lại các kế hoạch đầu tư, kinh doanh, để nhanh chóng phát hiện ra những điểm bất hợp lý, và sửa chữa nếu cứ tiếp tục đưa ra các quyết định sai lầm mệnh chủ sẽ phải chịu thất bại thất thoát tiền của thêm mà thôi về tình cảm người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt các mối quan hệ của quý cô bác phát triển một cách hài hòa nếu quý cô bác chịu mở lòng hơn với mọi người và có cách nhìn nhận con người chính xác thì hoàn toàn có cơ hội tìm được người phù hợp thực ra trên thực tế văn hóa và cách nhìn của người việt nam nói riêng đã đến tuổi lên ông lên bà rồi thì còn tính gì tới chuyện vợ chồng cho bản thân mình nữa Tuy nhiên, văn hóa Việt cũng có câu, con chăm cha không bằng bà chăm ông, chỗ dựa về tinh thần là vô cùng quan trọng, và cô bác xứng đáng có được sự hạnh phúc và sự sẻ chia của riêng mình. Còn với các cặp đôi, bản mệnh có thể tìm cách hâm nóng cảm xúc với nửa kia, đôi khi chỉ bằng những hành động giúp đỡ nhỏ nhặt, hay những lời nói ngọt ngào rất thường ngày, đơn giản thôi, nhưng có thể khiến người ấy nhận ra cảm xúc chân thành của quý cô bác nhé. Thời điểm vàng trong tháng là 3 ngày sát ngày mùng 10 âm lịch. Hướng may mắn là hướng đông nam và hướng tránh đông kết hợp với tuổi quý nhân là tuổi dần, tuổi mùi, chắc chắn thành công. Con số phát tài 67, 93 và 12. Tử vi 10 ngày giữa tháng 12 âm lịch từ ngày mùng 10 đến ngày 20 tháng 12 âm lịch. Người tuổi Bính Ngọ tìm ra cách vươn lên, tử vi cho thấy dù đầu tháng có mâu thuẫn với lãnh đạo, sau cuối cùng thì quý cô bác đã dùng hành động để chứng minh bản thân, khiến mọi người phải nhìn nhận bằng ánh mắt khác xưa. Phương diện tài lộc có chút ít khởi sắc với những người làm ăn, kinh doanh, cần nắm chắc cơ hội thì mới có thể cải thiện được cuộc sống của mình, còn nếu cứ trần trừ do dự mình sẽ bị đối thủ cạnh tranh vượt qua, khiến công việc mãi dậm chân tại chỗ. Sao dịch mã chiếu mệnh, khuyên những người vướng phải khó khăn, nên suy nghĩ tích cực hơn, và không nên ngại gian khổ nhất thời, hiện tại quý cô bác càng cố gắng bao nhiêu, thì tương lai sẽ càng thêm được kết quả rực rỡ bấy nhiêu truyền tình cảm có đôi chút dấu hiệu tích cực, quan trọng là con giáp này phải biết chủ động hơn trong mối quan hệ vợ chồng, quý cô bác nên chủ động trò chuyện và tâm sự chia sẻ với người ấy, có như vậy thì khúc mắc nào cũng sẽ được hóa giải, yêu thương càng thêm gắn kết. Thời điểm vàng trong tháng là hai ngày, sau ngày 18 âm lịch. Hướng may mắn là hướng Tây Nam và chính Tây, kết hợp với tuổi quý nhân là tuổi mùi, tuổi tỵ chắc chắn thành công. Con số phát tài 78, 53 và 60. Tử vi 10 ngày cuối tháng 12 âm lịch từ ngày 20 đến 30 Tết. 10 ngày sát Tết cổ truyền, tuổi Bính Ngọ được cắt tinh tử vi và giải thần xuất hiện, vận trình suôn sẻ hơn hẳn quý cô bác sẽ đón nhận nhiều điều bất ngờ đang chờ đợi mình ở phía trước, từ công việc đến tận ách tai ương đều được giải trừ tai họa, bình an vô sự công việc may mắn hơn người, có các tinh trợ lực, nên bản mệnh làm gì cũng tự tin, đàng hoàng, chẳng lo lắng bất cứ điều gì trong thời gian này, bản mệnh cũng xử lý ổn thỏa mọi vấn đề tồn động, nhờ thế được cấp trên tin tưởng giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng, mọi việc khiến cho quý cô bác đau đầu sẽ được giải quyết sớm ngay trong 10 ngày cuối năm này. Tài lộc hanh thông, vượng phát, con giáp này tự làm chủ tài chính của mình, trong 10 ngày cuối cùng của năm, và không cần dựa dẫm vào ai khác, quý cô bác có lộc buôn bán, nên cứ mạnh dạn xem ngày tốt khai trương, hoặc nhập hàng mới, tuổi bính ngọ có nhiều khoản thu, dù bản mệnh làm nghề gì cũng có lộc, chỉ cần chăm chỉ là có tiền. Truyền tình cảm êm đẹp, xuân sẻ, bản mệnh là người lương thiện, ôn hòa, sẽ bỏ qua lỗi lầm cho người khác, tình duyên khá, êm ái, không có biến động lớn, bản mệnh biết cách làm cho nửa kia cảm thấy tin tưởng. Thời điểm vàng trong tháng là từ ngày 22 âm lịch trở ra 2 ngày. Hướng may mắn là hướng Đông Nam, và Đông Bắc kết hợp với tuổi quý nhân là tuổi dần, tuổi tuất chắc chắn thành công. Con số phát tài 67, 42 và 81. Thứ sáu là tuổi sông đất tốt và xấu với người tuổi bính ngọ trong năm 2023. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người sông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành, tương sinh với gia chủ, đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành, của năm 2023 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sông đất tốt với người tuổi bính ngọ trong năm quý mão 2023 là

Ba việc ngoài ý muốn khiến tuổi 60 phải cúi đầu bất lực, cô bác Bính Ngọ cần biết sớm, để sống an yên, khỏe mạnh, và hưng vượng. Qua tuổi 60, chính thức bước sang giai đoạn lão niên, con người có thể bình thản hưởng thụ cuộc sống vui vẻ, bỏ lại những lo toan những gánh vác, những lý tưởng, hoài bão của thời tuổi trẻ, ở phía sau. Thế nhưng nhân sinh vô thường, trong cuộc sống, khó tránh được một số chuyện ngoài ý muốn, khiến con người cảm thấy bế tắc, bất lực và đau khổ. Dưới đây là ba việc sẽ khiến chúng ta cảm thấy bất hạnh nhất, nếu không may gặp phải ở tuổi xế chiều thứ nhất đó là bệnh tật trong cuộc đời mỗi con người không có thứ gì quan trọng hơn việc sống khỏe sức khỏe là tài sản lớn nhất của mỗi người cho dù có bao nhiêu tiền của nhưng nếu không có một cơ thể khỏe mạnh thì tất cả cũng chẳng có ý nghĩa gì vì thế sức khỏe của bản thân cần chăm sóc thật tốt không chăm sóc sức khỏe qua tuổi 60, con người chúng ta có nguy cơ phải đối diện với sự đau đớn của bệnh tật, không chỉ bản thân chịu khổ mà người nhà cũng bị liên đới, mệt mỏi theo tình trạng đó nếu kéo dài quá lâu sẽ khiến những người khác chán ngán, bỏ mặc, ngay cả con cái cũng tìm cách né tránh, đến lúc đó chúng ta có than thở oán trách cũng chẳng ích gì. Bởi thế chăm sóc tốt sức khỏe cho bản thân chính là cách giúp chúng ta làm mình vui và cũng là giúp người thân làm cho họ vui. Thứ hai là không còn bạn đời bên cạnh về già là lúc mà mỗi người đều mong có người bầu bạn việc có đôi có lứa ở tuổi xế chiều cùng trải qua một cuộc sống êm đềm bình dị thực sự là niềm mơ ước của nhiều người không may mất đi bạn đời ở tuổi này con người mới cảm nhận thấy rõ nhất sự cô đơn không còn người bầu bạn không có người tham gia không có người để lo lắng quan tâm cuộc sống trở nên cô độc biết nhường nào khi con người qua tuổi 60, có con đàn cháu đống nhưng vẫn không không thể nào có thể thay thế được vai trò của một người bạn đời, người ấy có thể lúc nắng, lúc mưa nhưng lại là người hiểu mình nhất, quan tâm và gần gũi mình nhất trong cuộc đời này, chính bởi thế khi còn sống cạnh nhau, nhất định phải quý mến trân trọng nhau, nương tựa và chăm sóc lẫn nhau. Thứ ba là con cái bất hiếu vì con cái người làm cha mẹ đã mất hơn nửa đời người phải sống trong hy sinh vất vả bước vào tuổi lão niên về mặt tình cảm người làm cha mẹ luôn hy vọng con cái quan tâm đến mình dành cho mình sự quan tâm hỏi han ân cần tử tế nhưng trên thực tế không phải bất cứ người làm con nào cũng cư xử hữu lễ đúng mực với cha mẹ của mình con người khi bước qua tuổi 60, có lẽ bi kịch lớn nhất khiến họ cảm thấy bị tổn thương chính là việc con cái bất hiếu, đặc biệt là những người con không biết yêu thương và không biết chủ, ngay cả khi cha mẹ đã già, họ vẫn không ngừng việc đào khoét ăn bám, thậm chí bắt song thân phải gánh nợ cho mình con người chúng ta khi đã bước qua tuổi 60, sắp đến bên kia của cuộc đời, có lẽ cũng nên buông tay để con cái tự lo cho cuộc đời của chúng, đặc biệt là những đứa con bất hiếu, những đứa con không biết vươn lên, tốt nhất không nên dễ dãi để lại tất cả mọi thứ mình có cho chúng, để rồi bản thân phải sống nốt quãng đời còn lại trong đau khổ. Khi không có con cái để làm điểm tựa, những ông lão, bà lão ngoài 60 chỉ còn biết dựa vào chính mình mà thôi. Vì thế ngay từ bây giờ quý cô bác hãy lên kế hoạch cho phần đời còn lại, thời gian còn lại không quá nhiều, hãy sống thật tốt những năm tháng tuổi già để khi đến cuối con đường, chúng ta không còn cảm thấy tiếc nuối bất cứ điều gì. Cảm ơn quý cô bác đã quan tâm và theo dõi đến hết video này của chúng tôi và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi chúc quý cô bác luôn may mắn, bình an, giàu sang và hạnh phúc có một năm 2022 đầy ý nghĩa và bước sang 2023 bứt phá, phát tài và giàu sang phú quý. Nếu quý cô bác yêu thích video này của chúng tôi, hãy dành cho Minh Đường Tử Vi một like và nhấp vào nút chia sẻ để cho mọi người cùng biết nhé. Chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác trong những video tiếp theo